Cái ông hàng mình mới lấy về ha. Giờ mình sẽ khui cho bạn coi. Thì hôm nay lấy một số mẫu mới. Cái mẫu rồng bốn đầu hết ha các bạn. Trên kho nó hết rồi, vài bữa nữa nó về. Rồi, ở đây mình có lấy mẫu ninja rùa này, hai bộ cuối cùng luôn. Hai bộ không hộp cuối cùng luôn ha. Đây có một mẫu Nexo của Lepin nè, nhưng mà nó bị vỡ gạch các bạn. Nên mình lấy con này về dùng làm gạch móc luôn ha. Người ta bán rẻ cho mình thôi. Đó, rồi. Có cái con này không hộp các bạn. Được hai con nhưng mà không biết là đủ thiếu như thế nào. Với lại có mẫu Elephant này nữa, GX80031. Mẫu này thì trước mình có bán rồi ha, mình có bán trên Facebook á. Thì bán mới đăng lên bán được luôn. Có con Ninja Samurai X trong này. Rồi, ở đây thì là có mẫu mới nè. Thì này mình lấy cái đền ha. Đây, cái đền Evo nè. Rồng Evo luôn. Rồng Lloyd Evo. Mẫu này thì Crystallize chứ sai khâu ha. Máy bay khâu Legacy nó có nhưng mà nó bị chật kho nên là không lấy được ha các bạn. Nên là bữa nào mình lấy về. Con này là rồng Overlord với cái mẫu SE1473 này nữa. Lân sư rồng Tết cổ truyền nè. Đó, với lại thêm cái mẫu thú vương đại chiến mới này. Này là cái con Bayonet Tricep. Tricep Raptor ha. Đó, con màu xanh lá này ha. Thì con này giá nó cao hơn mấy con kia các bạn. Cao hơn gấp đôi luôn á.